chào cả anh em nha. Hôm nay mình còn số đồ bộ jean của Sibo nè, anh em nào có cần cái alo liên hệ mình nha. Đây mấy cuộn lửa chặt ngay nè, cách nhớt mỡ gà nè, nhớt mỡ gà jean luôn nè. Đây mình nhớt jean mát in ra băng, cái này ít có xài nên nó chưa qua cái màu vàng như vậy nha anh em. Cái này xài nhiều để lâu rồi ra màu vàng luôn nè. Đây tôm nhớ còn dính trong đây luôn, đúng mát in ra băng luôn nè, nó còn dẻo dẻo luôn nè, dây còn luôn nè, kèm theo cái bơm nhớt này là kèm theo cái bình nhớt này anh em, cái bơm nhớt nè 21D1 zin theo xe, cái hàng dữ không nha anh em. Còn bơm nhớt mà ít xài cỡ này là quá ok nha anh em. Rồi ốc nè, ra băng theo xe nha anh em. Đó, đây là phải bơm nhớt. Còn quay lăng cuộn lửa da băng này nè, đen sồ da băng nha, cuộn này cũng còn rất là đẹp nha, cuộn này là đẹp nhất trong cái dàn lửa của mình đó nha anh em. Đúng zin vớt xe luôn, da băng. Rất là ít xài. Máy cao su gác chân nè, có số nè nè, sao nha, có chốt đồ đầy đủ luôn. Cũng còn được một số bộ nha anh em, đúng zin luôn. Cao su rất là dẻo, chốt là đúng của nó luôn nè, vừa đủ luôn. Đây nước sơn bên ngoài rất là mỏng, cao su hai cái có ký hiệu đầy đủ, tem gấp mô tô sóc. Đây nè mấy cặp tay hắn nè, đây anh em nhìn ký hiệu sẽ biết 21D đúng tay của nó. Tay hắn tay con cũng có đầy đủ nha anh em. Đây nè tay con nè, đóng luôn, em là cần món nào là ship cho món đó. Bộ nồi chưa tán, bố đầy đủ nha anh em, có nắp nhớt, nắp nhớt tháo xe rất là vừa, nó cái độ dẻo vừa có. Đây lấy đèn zin đát 202, đây hàng toàn nha nè, đuôi đèn 99 gớt xe. Này ít xài lắm, thì số 3 vuông luôn nha anh em, 3 cạnh vuông luôn. Đây cái màu nó muốn qua mỡ gà luôn nha nè, nè ốc đồ còn đủ 4 con luôn, em về dặn vô thôi. Quá đẹp, dây cộ rồi còn rất là dẻo. Cái này giờ anh em kiếm đúng đề này nó cũng hơi bị hiếm nha, đúng đề 99 luôn.
logo nè. Logo nè này nè anh em. Cái viền rất là sắc nha. Cái này không có còn được nhiêu cái nha. Nè lớp keo ở trong nè. Tràn luôn. Đây là hàng đúng hàng tồn. Đúng hàng tồn nha. Đúng hàng tồn 99. Đây. Đầu vi lát. Đúng xì bo. Bộ lăng. Còn 6 ốc kia nè nè. Đây. Nên là cần con nào cứ alo liên hệ. Máy ốc bắt ở trong nè. Trong ngay chỗ cái học mà anh em thường hay chăm nhớt hôm á. Rất bẩn nè. Ốc lục giác ở chỗ cánh kim sườn nè. Anh em thấy ốc này là khác với ốc mới giờ nha. Đó, anh em có cần con nào cứ alo liên hệ mình. Yên tồn. Đây, bộ lòng. Lòng lỗ chưa xài. Anh em bán nguyên bộ cho anh em đi chung ha. Đây. Lòng lỗ 120. Hai này là tồn nha anh em. Sơ mi zin nè. Hai cái chấu nhọn. Hàng này giờ cũng không còn nhiều đâu nghe anh em. Rất là nặng luôn. Cầm mình cảm giác cái lồng này rất là đã. Bây giờ mà còn được những cái lồng này rất là hiếm nha. Đây, bạc của nó luôn nè. Trắng gió. Đây. Khui ra cho anh em xem luôn. Này nó có dán tem chưa khui luôn nè anh em. Đúng nè, đúng hàng tồn luôn. Thầy sẽ khui mé trong cho anh em xem. Đây nè. 95. Bông mè. Nè, bên đây nè. HDBS. HDSB nè. 1/2. Rồi, chưa khui tem. Khui ghi tồn. Đây, tới bích tông. Đây đây. AGT T2 nha nè. Máy này đúng đồ xì bo hả. Bỏ vô đây thì rất là nhẹ rồi. Khỏi phải bàn nữa. Quá nhẹ luôn. Cái bê tông này màu đen nha. Đây nè, rau ra nè. Đúng hàng tồn luôn, rất là nặng. Ở bên đây cũng còn mấy cái đầu bi lát nè. Nhấn gió. Bao tay tồn này nè. Nhiều lắm. Bao tay này còn một thùng luôn. Em nào cần thì alo liên hệ mình. Khui ra một cái cho anh em xem. Đây. Cao su rất là dẻo. Rất là dẻo luôn. Đây nè, có cánh quạt rồi nè. Mấy cái bát. Cái bát chặt bên gấp á nè. Cốc công mét tồn. Đây mình xem cái này. Cốc công mét nè.
rồi cũng có mấy con nha nè. Đây, vô cua bịch luôn. Bao nhẹ, rất là nhẹ. Cái bát thằng trên. Cái con móc ở chỗ cần số này nè. Này này thằng tàu rất là lâu rồi. Đây. Em nhìn thấy cái nước màu của nó không? Đúng hàng cho su giờ đạp đây có chưa hết rồi. Tán cổ còn tại vì đại khái cũng còn số đồ vậy á. Anh em nào mà có cần mấy cái nào nãy giờ mình review lên á, cứ alo liên hệ nha anh em. Cũng còn số đồ gì đó. Muốn đồ đẹp có đồ đẹp, muốn đồ gì vừa có đồ gì vừa. Anh em có cần cái alo mình nha.